Xin chào tất cả mọi người, hôm nay tiếp tục hành trình theo chân những anh chị Việt Nam làm thời vụ bên Hàn Quốc thì là mình sẽ đi thu hoạch khoai lang nha. Hôm nay thì ở đây có các anh Quý với là mấy chị ở cùng nhà với anh Quý mọi người. Người Việt Nam cũng có, người Thái Lan cũng có, người Indo cũng có nhiều á. Đây là buổi sáng sớm thì thời tiết nắng nóng thì là mọi người đang thu hoạch. Bây giờ kiểu như là nó nắng lên một tí thì mọi người sẽ ngồi đây xong rồi nhặt khoai. Wow. Từ nhà mình đến đây đường, mình không biết đường mọi người. Phải nhờ ông chủ ông ra ông đón. Trời ạ, may hôm nay ông dễ tính chứ mọi người ông khó tính ông mắng chết cả. Đây, mọi người nhìn này, khoai lang thích chưa? Trời ơi, vì cái này mà hôm nay mình đã phải dậy sớm, tại vì đến muộn là người ta không có lá mày nắng mà. Đây nữa này, đấy, khoai nó cả chùm như này, mới thu hoạch thì nó ngon nó bỏ lắm. Mà còn nó là loại khoai gì thì mình cũng không phân biệt được, phải bổ ở bên trong mới biết được. Đấy, chị đang ngồi từng lấy từng chùm. Mọi người để ý là anh có một cái ghế ở mông. Mình đi đâu mình ngồi cho nó đỡ mệt đấy. Mẹ chồng mình có mấy cái. Kìa ông chủ kia. Và đây nữa này. Người ta nhổ lên, không biết là nhúc nhổ thì nhổ bằng máy hay là nhổ bằng tay nhỉ? Cái công đoạn đấy thì mình lại chưa đến, mình không biết. Chị cái này nhổ bằng máy hay sao nhỉ? À, quên, hỏi mấy cái chị người Campuchia. Cái này được bao nhiêu thì người ta sẽ cho vào đây. Chưa phân loại những cái này ta phải đến đổ đến những cái nhà máy ấy. Rửa sau đó mới phân loại to nhỏ. Cái này là người ta chưa lọc to nhỏ chị nhỉ? Không, cái này về kho người ta mới phân loại. Ừ, đúng. Ngày xưa em làm cái công đoạn phân lọc một lần một thời gian đó. Thế à? Đúng 2 ngày chị ạ. Cái đấy nó nhàn hơn này. Ừ. Chỉ ngồi ở trong ấy thôi. Vâng, nhà hơn này. Vâng, công đoạn rửa khoai phân loại to nhỏ ấy. Đây là chị Yến với lại chị Hằng. Thích nhỉ? Nhiều bằng máy không? Từ nãy mình tưởng nhiều bằng khoai. Chỗ nào có tiêu bóng thì mới bằng tay hả chị? Kia ở đấy người ta mà máy nó chặt xong rồi đi phá vâng. Xong kéo tiêu bóng xong máy nó cày lên. Vâng. Xong mình đi gom vào. Sáng nay ăn cơm chưa chị? Vừa ăn xong. À 9 giờ. Thế ăn thì ăn ở đâu? À, trên bờ. Trên bờ. Ừ. Bên trên bờ. Ừ. 9 giờ ăn cơm. Thích nhỉ? Khoai như ông này to, sai củ. Cái này bở. Bở lắm. Vâng. À thế. Trời ơi, nó tròn. Thích chưa? Không bị sâu chắc gì mấy chị nhỉ? Ừ. Ôi, đông. Đằng kia là mấy bạn nam, à mấy anh đàn ông. Người ta phân loại riêng. Tí đến chỗ anh Quý tí. Hôm nay được cái nó cũng đỡ nắng chị nhỉ. Khoai chùm này. Khoai đây khoai nhà mình mà. Khoai mình trồng mà. À khoai đợt chị sang đầu mới đầu trồng đấy á. Ừ, vâng. Mình trồng mình làm cú á, giờ mình lại đỡ. Mình lại được thu hoạch cứ như kiểu nhà mình vậy. Ừ, của nhà mình giờ cú nào to mình ăn. À. Cú nào to mình ăn. Ăn từ khâu đầu tiên đến đúng rồi. Bây giờ cứ cú nào to, cú nào ngon là mình ăn. Ui đông lắm, mọi người đang ngồi làm. Ừ. Chị cái máy kia nó cái máy nhổ khoai đúng không? Cái máy kia là máy rõ khoai. À máy rõ khoai. Nó cày. Vâng. Thằng nào mà nó không có bị sứt nhất gì nhỉ? Không có củ vâng. Anh áo xanh kia anh Mộng Quý phải không nhỉ? Đúng rồi. À. Dạo này thay đổi style. À thế à? Nổi trội nhất vùng trời. Anh Quý đang ấy ly lông phải rút cái kia trước thì mấy à? Ừ, okay. Phải lọt ly lông lên cái này. Hết vào răng. Anh Quý với đông đó. Đúng rồi, Quý với đông. Đi với nhau kìa. Đấy là cái. Khoai nằm dài ở đường, à, nằm dài ở dãy ở quỳnh bảo được. Hôm nay là người ta chưa nhặt, chưa là chỗ anh Quý tí. Khoai anh Mộng chị Quý cho Nga ở Nghệ An xem. Anh Quý ơi, em vừa đến. Vâng. Trời ơi, lần đầu tiên nhìn thấy cái máy dỡ khoai mọi người ơi, đấy. Làm này thì đỡ nhỉ, mình cứ tưởng như ngày xưa mẹ chồng mình là ngồi nhổ lấy ấy móc từng hố một thì là lâu,
đây lúc mà chưa nhổ thì nó như thế này đấy, xong người ta có cái máy kia người ta sàn không bị sứt mấy. Công việc nặng nhọc thì là đàn ông làm, còn ngồi nhặt khoai các thứ thì là phụ nữ làm. Nhưng thôi máy đi đâu, khoai đỏ lên đấy mọi người. Hồi nãy mình không biết thì mình nhìn thì mình cứ tưởng là nó được nhiều ấy, nhưng ông bảo là năm nay thế này là bình thường, mỗi năm nó còn sai nữa cơ, nó còn nhiều củ nữa. Đất vẫn còn đỏ ẩm đây mọi người ơi. Đây anh Quý lại đang ở giữa cái ri đông kìa. Hôm nay tự nhiên mặc cái áo xanh nổi giữa bầu trời luôn. Mình đến phát ông đã chỉ kêu anh rẻ đang làm ở đằng kia. Hôm nay mọi người cũng khó tính mọi người. Nhưng mà sao hôm nay mắt rồi hay sao mình hỏi được ông ra tận người cái ông đó. Chị em, ông đang bảo em là ra bảo mọi người nhặt sạch vào cơ. Ai nhặt sạch hả? Nhặt sạch đấy. Đó. Ông kiểu tiếc ấy, toàn cái khoai ấy tiếc. Vẫn nhặt sạch mà. Sạch mà. Chứ những củ nào không sạch thôi. Ừ. Chị em trông thích, chị nhờ ấy giơ em xem à. Chứ những củ ơi, trời ơi. Wow. Ê. Đi nữa, quay chùm nữa cho ngon nhá. Vâng. Chị quay một chùm rất là. Trời ơi, đi với chị Nhâm này chỉ có hình đẹp thôi nhỉ. Ok, để em chụp cho, chụp gửi về cho chồng con bên Việt Nam. Tháng nghìn củ đấy. Hả? Đây, đây Huế lại vào cho tớ kiểu đây. Ngon quá trời luôn mọi người ơi, khoai Hàn Quốc. Đây, mọi người này đang tiếp tục nhặt cái chỗ này nữa này. Nhặt xong rồi để đống vào thế kia. Bao giờ có thùng thì lại ấy. Nói bộ khoai nhiều hơn như đất thì không ai tin là của nó khoai. Nhiều chị nhỉ? Nhưng mà đúng là phát trực tiếp. Phải tin đúng không? Khoai thì nhiều hơn đất chứ không phải là bằng đất nữa. Các bác nhìn. Đấy, chị Nhâm đang không khoe. Chị Nhâm lần trước muối cà pháo cho mình ấy. Hôm nay có khả năng thời tiết, chị ơi, thời tiết sắp mưa sao ấy. Có khả năng là làm đến 12 giờ là hôm nay được có nửa ngày thôi. Nhưng mà nắng nóng này làm nửa ngày cũng được mọi người. Chứ buổi chiều nóng lắm, mọi người làm vất vả. Đây mình chỉ đứng ở đây mình chơi, mình quay thôi mà cũng đã nóng rồi. Mọi người làm trực tiếp bằng bê những cái thùng nó to nặng này. Vất vả, kia Huế, Huế bằng tuổi mình ở Hải Dương nha mọi người. Huế là cháu của chị Nhâm. Hai dì cháu đang đây theo diện thời vụ của người nhà bảo lãnh. Mọi người cứ bảo là ngoan cố gắng giúp đón người xa nhưng mà không được. Cái này phải có người trong vòng ai sang được ấy. Người nhà mình đây bảo đang tính bảo chị Nguyệt cho chị Nguyệt sang lần nữa mà còn khó. Đó. Mọi người đang chăm chỉ nhặt. Em quay cá ra kia đây. Vâng. Quay thằng con bé trên xe kìa. Chị Nhâm đang bảo quay ra kia để mọi người nhìn thấy cái cảnh đang nhặt khoai. Vâng, thích chị nhờ. Trời ơi, chị Nhâm lên video hơi đẹp luôn. Qua bên hàng làm là vừa chạy máy cày vừa đeo kiếng. Chị anh Quý nhà mình đâu? À kìa. Đấy, anh Quý vẫn đang làm ở đằng kia. Đây anh này cũng đang ngồi nhặt khoai. Chờ mệt nghỉ hả? Anh ấy làm này nhàn hay là ấy nhàn? Hả? Hay là đi nhặt cái kia nhàn? Ngồi đây đỡ hơn tí nhỉ? Rồi cái này nó quá khỏe rồi. Vâng. Này quá được. Trời ơi, cho nó ngồi đặt quà tới chiều nó cũng được. Vâng. Anh ở trong miền Tây ạ? Miền Tây. Vâng. Miền Tây ở đâu anh? Cần Thơ. Cần Thơ. Ồ, Cần Thơ ở bên Hàn Quốc nhiều anh nhỉ? Em quen mấy chị ở trong Cần Thơ với Kiên Giang các thứ nhiều á. Ừ, bên Cần Thơ hôm nay cũng nhiều mà. Vâng. Bà con qua đây nhiều lắm. Lâu quá tao mới thấy củ khoai nè.
Chỉ tiếc cái là nam nữ lại lương lại như nhau nhỉ. Đi trang gì à? Thế mà đàn ông làm vất vả thì là lương cao tí thì đỡ, nhưng đây lại như phụ nữ luôn. Gì bỏ nè. Cái đấy vứt rồi anh. Trời ơi, phí chưa. Ờ, ông không cho mình nhặt hả anh? Lấy mình lấy luôn, nó bị sâu. Bị đốm đốm đen đen đâu. Họ thì vứt đi chứ mình mua siêu thị nhiều cái nó cũng xấu thế à. Nó phân loại giá ra. Anh Quý bây giờ làm xong công việc kia rồi cũng quay lại nhặt khoai. Trước khi mưa là phải làm xong cái chỗ này. Mọi người tranh thủ làm. Băng băng. Anh Quý lúc 9 giờ ăn cơm ăn được không? Hả? Cơm có ngon không? Anh Quý đâu mà ăn được. Anh Quý cái gì cũng ăn được. Em lái xe tầm khoảng 20 phút. Vâng, đến đằng kia ông ra ông chỉ được. Đấy, tháng nghìn củ đây. Khoai gọi là đầy đồng. Mọi người nghe tiếng mưa chưa? Lâu lắm rồi mà cái tỉnh Iksan của mình mới có một cái đợt mưa gọi là như thế này. Nhưng mà nó chỉ diễn ra trong tầm khoảng 15 đến 20 phút thôi. Mà mình gọi điện về cho anh chồng mình ở nhà thì cách nhau tầm khoảng 20 tiếng, thì tầm khoảng 10-15 cây gì đấy. Mà anh chồng mình bảo là chỗ chồng mình ở thì lại không có mưa nhiều, mà ở đây thì lại mưa nhiều đó. Cho nên bây giờ mình không có chỗ trú nên phải ngồi ở trong xe. Trời ơi, một cơn mưa rào đã làm cho con đường nó bẩn mọi người ơi. Bẩn ơi là bẩn. Mọi người hình như vẫn chưa xong hay sao. Mình có ra cái siêu thị ở gần đây ấy, mua một chút nước uống để đưa cho mấy anh chị ở đây. Đất vàng này. Các bạn sao trồng khoai đây nó mới ngon. Nhà này vừa nãy là kiểu người ta làm ít cho nên là người ta không thuê. Mưa một cái là người ta chạy về luôn mọi người ơi. Đây. Khoai kìa. Vẫn còn để đây mà mưa nhìn nó hết đất quá, nhìn nó đỏ nhỉ. Trời ơi, những củ như này là họ vứt đi này. Đó. Trời, có khả năng là ngày mai hoặc ngày kia mình rảnh mình ra đây mình nhặt khoai mọi người. Đi mót khoai lang. Mà ông này ông ấy khó tính mọi người. Đầy như thế này thế nhưng mà mình để đấy. Mọi người ở đây mót thì ông lại không thích nhỉ. Bữa nay ông bảo mình, ông bảo là mọi người làm kiếm tiền thì mọi người bỏ tiền ra mua. Chứ ông không thích mọi người mót ở đây mà. Thế mới lạ chứ. Mưa khoai ướt hết này. Các chị phải mặc áo mưa mỏng. Nhưng mà các chị bảo là ông ấy phát cho cái áo mưa thì nó tạnh. Hết mặc nhờ. Ui, ở mình lâu lắm rồi có đợt mưa to dữ thế chị ạ. Mát hẳn này. Chị em đang tính quả này sao em rủ ai đi mót khoai đầy củ người ta không đấy. Hôm nay em đi một lượt đến đây này. Hôm nay đất lún lắm. Mưa nó trồi lên. Mưa nó chảy nó trồi. Tốt còn cái giống đây chị đi mót khoai. Thôi đi ông khác. Mai em rảnh em đến em mót. Tôi là vất vả nhờ. Đấy. Đến đây em biết là mọi người làm vất vả này, kiếm được đồng tiền. Thôi sau này về Việt Nam mình xóa chị ạ. Làm vất vả bây giờ sau này về Việt Nam xóa. Anh cơ coi như là gần xong hết rồi chị nhỉ? Tập trung làm cho nhanh. Chị làm hết này là về nghỉ đấy, không làm gì nữa đâu. Coi như được nửa ngày, 5 tiếng hả chị? 5 tiếng. 5 tiếng 50.000 won. 50.000 thì tầm chưa đến 1 triệu chị nhỉ? Bây giờ không được 1 triệu, 900. 900.000 tiền Việt trong cho 5 tiếng đồng hồ lao động từ sáng vất vả như này đây.
mua được cái nó cũng đáng đồng tiền bát gạo. Làm đông này thì nó còn đỡ chứ một mình thì hơi vất vả. Có buồn ấy, đây phải có gần 40 người chắc. Quang cảnh lao động thời vụ đó. Sang đây vất vả lắm. Quay. Ai biết. Đi ra thằng gói rồi. Làm xong mới được về anh nhỉ? Ừ. Đây. Trong cái này vào đây. Người ta đi ra đây thì không đi. Trong cái vào đây. Lấy bê lên xe. Đấy, thôi không chơi được đâu. Ôi nặng bê con cái mà thôi. Trọng mở đây. Ôi đấy, đàn ông làm công việc nặng nọc này. Nhiều khi cũng mệt nhưng mà mọi người được trêu đùa nhau ấy. Thế chứ không phải làm sao mà thọ được mọi người. Như anh định ấy, về là mọi người biết là vất vả như thế nào. Còn mấy chị em phụ nữ là vẫn ngồi đây. Nhập. Có cả người nước ngoài nữa này, người Thái Lan. Cô thầy tâm luật mà luôn. Ủa lấy giờ không thấy ông chính mà. Thằng băng đâu rồi? Nào bố đi nhanh lên đi. Đi ở giữa thì bắt người ta đi ở chỗ xình. Thế là bây giờ mới được về, làm xong mới được về. Đúng 12 giờ trưa mọi người ơi. Cơm thì nó không được ăn nhỉ? Tại vì 9 giờ là ăn bữa, 9 giờ rồi. Nếu mà làm thông đến chiều thì mới được ăn cơm. Đầy đồ mọi người mang đi. Mấy anh chị người Việt Nam mình thì là lên bờ trước đang chuẩn bị vào xe. Mình chia cho mỗi người một hai hộp nước sữa chua. Đang mệt uống cho nó mát. Và bây giờ là những người gọi là người Thái Lan hoặc người nước ngoài ấy, là người ta lên sau, bây giờ mình cho mọi người. Ai cũng tưởng mình là người Hàn cho nên người ta đang nói là cảm ơn bằng tiếng Hàn. Có người biết mình người Việt Nam thì nói là cảm ơn. Đó, người ta ấy xong rồi rác người ta lại đưa cho mình. Vứt đi ấy, tại vì bên Hàn Quốc mình kể mình ra đồng ăn uống rác này thì là vẫn phải mang về nhà chứ không được vứt linh tinh mọi người. Và bây giờ là chuẩn bị kết thúc cái video mình quay cái cảnh thu hoạch khoai lang của anh chị em người Việt Nam làm lao động thời vụ bên Hàn Quốc. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ cho kênh của gia đình nhà mình nhé. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.